cấp cao 5G không có ứng dụng Google. Hãng công nghệ Trung Quốc Huawei ngày 19 tháng 9 giới thiệu loạt điện thoại cấp cao Mate 30 được trang bị công nghệ 5G nhưng không có các ứng dụng được cấp phép của Google. Sự vắng mặt của các ứng dụng quan trọng này là do Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách đen hồi tháng 5 năm nay. Theo tin từ CNBC, Mate 30 được Huawei trình làng tại một sự kiện của Munich. Trong điện thoại này hoạt động nhờ một phiên bản mã nguồn mở của hệ điều hành Android của Google do hạn chế mà chính phủ Mỹ đặt ra đối với Huawei. Hãng này không được cấp phép để sử dụng bản mới nhất của Android cho Mate 30. Lệnh cấm của Mỹ cũng đồng nghĩa với việc loạt Mate 30 sẽ không được cài đặt sẵn các ứng dụng Google như Gmail, YouTube, Maps hay Play Store. Thay vào đó, Huawei đưa ra một giao diện của riêng hãng dựa trên Android, có tên EMUI 10 và gian ứng dụng riêng. Huawei cho biết gian ứng dụng này sẽ cho phép người dùng tải về những ứng dụng như Facebook, Instagram và WhatsApp. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng việc thiếu phần mềm Google. Sẽ đặt Huawei vào thế bất lợi trước các đối thủ như Samsung và Apple. Việc Huawei bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ đồng nghĩa với việc các công ty Mỹ phải xin giấy phép đặc biệt mới được bán linh kiện và công nghệ cho Huawei. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gia hạn cho Huawei được tiếp tục mua linh kiện và công nghệ Mỹ đến tháng 11, nhưng chỉ để đáp ứng các sản phẩm hiện hữu, còn các sản phẩm mới như Mate 30 không được tiếp tục sử dụng linh kiện và công nghệ Mỹ. Mate 30 là loạt sản phẩm mới hoàn toàn đầu tiên của Huawei kể từ khi hãng này bị Mỹ áp lệnh cấm dòng sản phẩm này bao gồm chiếc Buds 30 với màn hình 6.62 inch và chiếc Buds 30 Pro với màn hình 6.53 inch với các lựa chọn 4G và 5G.